Hey. Alo. Trong em ship xe cho bác nhá. Hả? Trong em ship xe cho bác. Khi nào? Trong nữa. Trong ngày hôm nay. Buổi chiều mà trong ngày hôm nay chắc là phải mấy giờ để anh biết được không? Anh hôm nay anh bận mà. Mấy giờ bác ở nhà thì em tầm này ở nhà không phải tối cũng được. Tầm em vào tầm 5 giờ đi. Ok. 5 giờ. Vâng. Hả? Được. Yeah. Đây bác nhìn qua nhá, em nhìn qua cho bác này. Đầu tiên bác nói như em cái gì trong 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 tin nhắn đây này. Ví dụ xin nhan zin này. Đấy. Bình xăng zin này. Yên zin này. Đấy, thu trước zin này. Đúng không? Để em đọc, để em nhìn luôn, em nhìn luôn. Thu trước này zin này, bình xăng zin này, xin nhan zin này, đồng hồ zin này. Đây đồng hồ zin đây. Đây nhá bác nhìn này, tất cả đồ này, đồng hồ này. Thu trước này. Xin nhan này. Đấy. Tặng pha thủy tinh này. Đấy. Hụt sau zin này. Hụt sau zin nhá. Đấy. Chắn xích zin này. Đấy. Tay dắt zin luôn này. Yên zin này. Càng zin này. Càng zin luôn này. Đấy. Đấy. Được chưa? Ok. Và còn tất cả bác là lô hết. Em nói rõ rồi. Vì trước là lô hết mà. Đấy thì dè thì em vẫn vào tặng bác dè linh kiện này. Tặng bác dè linh kiện này. Mai ơi là zin rồi, vành bánh này made in Indo là xe rồi. Đấy hơi đầu bò đây bác này. Đấy. Đấy cần số là lô này. Nói chung là sau này bác cần thêm cái gì bác bảo em mới gửi đồ vào thôi. Còn về cơ bản là con này nó ngon rồi. Dạ. Không quan trọng đâu, về anh Trưng anh có đi đâu. À vâng ạ, vâng. Đấy còn sau này bác cần thêm cái gì. Dạ. Hôm trước lấy của em một cái tao mới đi được đâu mấy cây số. Thế ạ. Các bạn là đi chứa là bác Trưng một đỏ một đen thỉnh thoảng mới ra đi cà phê thôi. Giá này là hợp lý anh em mình rồi. Còn cứ hẹn bác tối nay nhá. Chiều đi uống bia uống bọt thì tao đi có cây số làm cái gì. Vâng ạ. Ok. Yeah. Vâng ạ, em chào bác. Chốt kèo đúng như video. Bây giờ là cái video. Vâng ạ, chào bác. Vâng. Chốt kèo thành công anh em nhé.